Hôm nay tôi với bà xã ra công viên gia đình để chạy bộ. Thì đó là một cái thói quen mà mỗi ngày hai vợ chồng đều dậy sớm và mang giày, để sau đó là dọc ra ngồi công viên rồi khởi động một chút, sau đó thì hòa mình vào cái dòng người để cho mình được 45 phút một tiếng như nó chạy bộ, đổ mồ hôi và bắt đầu ngày mới của mình. Các bạn thấy đó, nếu mà chúng ta dậy khoảng 7-8 giờ thì Sài Gòn nó rất là đông đúc, nó ồn ào, chật chội. Ở đâu cũng nghe tiếng người, ở đâu cũng nghe tiếng xe, ở đâu cũng nghe những cái âm thanh nó rất là hỗn tạp. Nhưng mà nếu chúng ta dậy sớm một chút, khoảng 4:30-5 giờ, thì có một cái Sài Gòn rất là khác biệt, nó rất là vắng lặng, rất là yên tĩnh, không khí thì nó rất trong lành. Và nếu mà chúng ta cho phép chúng mình hòa mình vào trong cái không khí đó để thưởng thức được cái sự mới, tươi trẻ, cái sự gọi là freshness của một cái ngày nó đang chuẩn bị bắt đầu á, cảm giác rất là tuyệt vời đó các bạn. Thì lúc đi về nhà thì bà vợ tôi mới lấy cái chổi ra và quét cái sân. Thì nó là cái của chị quản gia trong nhà, nhưng mà hôm nay tự nhiên thấy bà quét sân, tự nhiên mình cảm giác là cả một cái hành trình nó trôi qua trước mắt rất là sướng. Cái hành trình hai đứa ngày xưa còn là những đứa trẻ bồng bột cưới nhau lúc đứa 21, đứa 22. Vợ tôi là sinh năm 83, tôi là sinh năm 82, nên hai đứa cưới nhau khá là sớm. Nên là lúc là cưới nhau thì hai cái đứa trẻ đó nó vẫn còn là những cái đứa trẻ, trong cái thân xác nó trẻ, suy nghĩ nó cũng non trẻ, cho nên là nó cứ va với nhau, nó cứ cãi nhau, nó cứ cằn cựa với nhau để làm sao, để anh phải phù hợp với thế giới của tôi, hay là tôi phải phù hợp với thế giới của bạn, tất cả mọi thứ. Và cái cằn cựa đó nó làm cho cái hành trình lúc đầu đi nó rất là chông chênh. Và tôi nghĩ là khá là nhiều bạn trên cái hành trình mà gọi là kết hôn, nó cũng sẽ có những cái chông chênh như vậy. Cái chông chênh đó nó là những cái bài học, là cái lúc mà lượt thác xuống ghề, những cái bài học là gọi là up và down, là lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống như vậy, để tới khi một ngày ấy, những cái bài học đó nó thấm vào trong cái suy nghĩ của mình, thấm vào trong cái máu của mình, thấm vào trong cái cách mà nó biến mình trở thành một cái con người mới, để cởi mở hơn, để hiểu mình hơn, để hiểu đời hơn. Rồi sau đó thì tự nhiên bà lại ngồi chia sẻ một cái buổi phỏng vấn của tôi với lại bà vợ, với hai cái người tiến sĩ rất là hay. Một anh là tiến sĩ tên là Stepin, Gregory Stepin, và một anh là Marshall Goldsmith. Thì cả hai người đều là người rất nổi tiếng trong cái ngành của họ làm, đều là những cái bác sĩ tâm lý, những người rất là giỏi. Và họ viết những cuốn sách cực kỳ hay. Nếu như bạn nào mà thích đọc sách, thích mở mang kiến thức của mình, thích tìm hiểu kiến thức của mình, thích tìm hiểu thế giới nó vận hành ra làm sao, và những người giỏi họ có những cái gì họ chia sẻ được lại cho mình ấy, thì các bạn hãy tìm những cuốn sách để đọc. Những cuốn sách là lúc nào cũng là một cái thế giới, rồi chúng ta có thể luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm hiểu, luôn luôn làm mới được bản thân mình, làm mới được cái suy nghĩ của mình, làm mới được cái con người mình. Và những cái mới đó nó sẽ tích tụ lại, nó giúp cho bạn tự nhiên một ngày bạn nhận thấy mình là một con người hoàn toàn mới mẻ, một con người hoàn toàn có biết bao nhiêu kiến thức, có bao nhiêu cái suy nghĩ, và cái thế giới quan nó hoàn toàn khác so với mình của ngày trước. Thì sau khi bà chia sẻ cái đó thì tôi mới nói với bà là cái đó đối với anh là sướng. Nhiều người sướng là cái gì? Sướng là cái được ăn một bữa cơm ngon, sướng là gặp một người bạn mà mình nhớ, người bạn tâm giao, để có những cái câu chuyện trò chuyện, nhắc lại ngày xưa, nhắc lại những cái gì là đang có, đã có, sẽ có, như dạng như vậy. Rồi hay là sướng là những bữa tụm năm tụm bảy uống một ly bia, ngắm trời Sài Gòn lúc mưa, và mọi người thì hối hả đi về, của mình thì ngồi đây, mình ngồi cùng với những người mình yêu thương, mình uống một chai bia, nhâm nhi một cái gì đó, cảm giác đó là sướng. Hay là sướng là khi mà cầm một cuốn sách, ví dụ cuốn sách The Choice này đó, là tự nhiên một cái cơ duyên mà tôi đi vào sân bay Đà Nẵng cái ngày đi công tác. Thì lúc đó là bay ra khỏi Đà Nẵng, bay về lại Hồ Chí Minh, thì tự nhiên đi vào nhà sách. Cái nhà sách nó là một cái nơi mà tôi thường xuyên ghé đến, mà dạo sau này tôi ít khi mua được cuốn sách nào hay ở đó. Tự nhiên hôm đợt vừa rồi tôi lại mua được cái cuốn The Choice này, một cuốn sách rất là hay, và mình cảm giác wow, đó là sướng. Đó là sướng đó các bạn. Được nhìn lại cái hành trình sướng, làm sao để ta tạo được cái hành trình sướng, thì tôi mới làm cái video này để chia sẻ với các bạn. Một trong những cái món quà mà tôi nghĩ là các bạn nên tặng cho bản thân mình, để các bạn có thể có nhiều cái trải nghiệm mới, có nhiều cái câu chuyện mới, có nhiều cái ấn tượng về cuộc đời, có nhiều cái kinh nghiệm về cuộc đời này để tích tụ lại. Đã, tôi nói cái từ tích tụ là ngày lần thứ hai rồi đó. Thì tích tụ như vậy, có một lúc, tới một lúc các bạn sẽ nhìn thấy cái sự tích tụ đó, nó giống như cái hạt mình gieo vào trong đất.
mình gieo vào trong đất, mình tưới nước, mình bón phân, rồi cái từ từ tự nhiên cái hạt nó đúng một cái nhiệt độ, đúng một cái thời gian, đúng một cái gì đó vĩ đại của cuộc sống này, cái hạt nó sẽ nảy mầm, vươn mình lên, nó thành cái cây nhỏ nhỏ. Và mình phải làm sao mình bảo vệ cái cây đó khỏi chim, đừng có cắt ngọn, đừng có cắn ngọn, đừng có phá chuột chiết, chứ đừng có quậy những dạng như vậy. Thì cái cây nó theo thời gian nó sẽ lớn lên rồi sinh hoa nở trái đó. Thì cái món quà mà các bạn nên tặng cho các bạn đó là hãy trò chuyện với những con người mà các bạn chưa bao giờ biết. Hãy trò chuyện với những người mới, hãy kết bạn với những người mới, bởi vì đó là cách mà các bạn mở được cái thế giới của mình ra, đó là cách các bạn làm giàu cái vốn kiến thức của mình. Với những người bạn cũ, với những người bạn đã quá thân, quá quen, bạn hầu như biết hết tất cả những chuyện về cuộc đời của họ, họ cũng biết tất cả những chuyện về cuộc đời của bạn. Nếu như có những cái gì để mà trò chuyện cùng với nhau thì phải chăng đó cũng chỉ là những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc đời của họ gần đây, ví dụ như là sáng hôm qua, sáng hôm kia, hay là tháng trước, hay là công việc này kia. Nhưng để có những cái kiến thức hoàn toàn mới, những kinh nghiệm hoàn toàn mới, những câu chuyện hoàn toàn mới, những trải nghiệm hoàn toàn mới, bạn hãy cho phép bản thân mình thử trò chuyện với những người xa lạ đi. Có thể là một cái đứa trẻ nhỏ đang chơi ngoài công viên, hỏi thăm về nó, về là cái ngày của nó có cái gì vui. Có thể là một ông già mà bạn gặp trên cái hành trình bạn đi bộ, đi ăn trưa, đi ăn sáng gì đó, tự nhiên thấy một cái ông già hỏi thăm là bác ở đâu, quê bác ở đâu, bác ở đây làm cái gì, con với bác trò chuyện với nhau một chút được không. Để bạn có một cái thói quen là cởi mở hơn cho những cái câu chuyện, cởi mở hơn để mà trò chuyện với người xa lạ, rồi cởi mở hơn để tìm hiểu xem là cuộc sống của họ có cái gì, chúng nó sẽ sinh cho mình cái tính hiếu kỳ. Rồi khi mà bạn gặp những người xa lạ như vậy, bắt đầu mình nâng cái tầm mình lên, em gặp những người xa lạ hơn nữa, những người xa lạ đó họ phải có cái gì đó cho bạn học được từ họ. Đó là cái hành trình chúng tôi bắt đầu cái chương trình Inside Sharing, đó là cái hành trình chúng tôi bắt đầu phỏng vấn những cái chuyên gia. Thì đâu phải là tự dưng là muốn phỏng vấn chuyên gia là phỏng vấn chuyên gia đó các bạn, cả một cái hành trình từ xưa tới giờ. Tại sao tôi rất thích trò chuyện với những người xa lạ? Đi lên máy bay, nếu như cái người bên cạnh mình mà họ không muốn trò chuyện với mình thì cái việc kế tiếp của tôi là đọc sách hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đợi tới thành phố về. Nhưng đa phần khi mà mình có sự hiếu kỳ, mình trò chuyện với cái người bên cạnh mình, gọi là who are you, anh là ai, where you from, anh đến từ đâu, what are you doing, là anh làm cái nghề nghiệp gì đó, tự nhiên hai con người xa lạ nó xích lại gần nhau vô cùng. Tôi kể cho các bạn nghe, có một hôm tôi đi công tác ở Hà Nội thì tôi ngồi bên cạnh một cái anh này là một cái người nước ngoài, lúc đó là hai đứa là không hề biết nhau luôn. Thì nhưng tôi thấy ảnh thì tôi mới là ok, where you from, where you going, ông kêu đi Hà Nội đi công tác. Thì mình kêu tao đi Hà Nội đi công tác. Thì tên anh là Thomas Duncan, hồi đó ổng là tổng giám đốc của tập đoàn bia Sapp Miller. Thì trên cái hành trình ổng ra Hà Nội đó, hai người trò chuyện với nhau mới biết rất là nhiều về là tại sao ổng chuyển qua Việt Nam sống, rồi ổng làm bia Sapp Miller như thế nào, ổng đang cái quá trình làm gì trong Sapp Miller, mới phát hiện ra Sapp Miller đang trong quá trình mà bán cho bia Budweiser, mà chúng tôi là service cho bia Budweiser rất là nhiều. Tự nhiên thấy thế giới nó nhỏ và nó vui vô cùng. Thì tôi ra Hà Nội tôi mới kể Thomas, khi nào về thành phố Hồ Chí Minh tao với vợ tao mời mày uống chai bia nha. Ok, cuối cùng vợ Thomas lại biết vợ mình, đó là thế giới nó nhỏ là như vậy. Hay là có một anh nữa tên là Xavier Cotran, ngày xưa là tổng giám đốc của cái bia, cái rượu tên là United Spirit. Thì bây giờ anh đang là Regional Director cho cái nước uống tăng lực gì tự nhiên tôi quên mất cái tiêu cái tên này, nhưng mà đại khái là cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đó. Thì Xavier Cotran, ngày xưa tôi làm việc với ông, qua email, làm việc với ông qua bao nhiêu cái câu chuyện, nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt Xavier Cotran ngoài đời nha các bạn. Tự nhiên một hôm đi máy bay thì ngồi lại ngồi bên cạnh nhau, thì tôi mới nói chuyện với ông. Ông đang bay đi đâu thì ông kêu bay Đà Nẵng, còn tôi thì bay đi về thăm nhà của mình cũng ở Đà Nẵng. Thì kêu ông có hay ra Đà Nẵng không, kêu cho tôi hay ra Đà Nẵng lắm, tôi đi công tác mà. Cái mình hỏi vòng, thế là ông là tổng giám đốc của bên công ty United Spirit tên là Xavier Cotran. Cái mình kêu tao có một người là tên Xavier Cotran, tao hay làm việc với người đó qua email lắm. Dạng như vậy cái tôi mới đưa cái email của tôi ra, tôi đưa cái thông tin tôi ra, ông kêu chứ mày là Hà, mày làm cho Adeco. Wow, bây giờ tao mới gặp mày ở ngoài đời. Thấy không các bạn? Và còn một cái vui nữa, tức là mãi sau cái mùa Covid này thì một người bạn thân của tôi tên là Luân mới làm một cái tiệc rượu. Cái tiệc rượu nó làm ở bên quận Bình Thạnh, thì nó có cái nhà hàng tên là Pickle. Luân mời một vài người bạn đến, trong đó có một cái người bạn thì lại là ngồi nói vòng vòng gì đó là lại vợ của Xavier Cotran.
cái mình mới kêu chứ wow, cái thế giới này nó nhỏ, nó connect, connect vô cùng, nó rất là dễ thương. Rồi cái hành trình mà tôi phỏng vấn của chuyên gia cũng vậy, cứ một chuyên gia sẽ giới thiệu một chuyên gia, một chuyên gia giới thiệu một chuyên gia, đôi khi tự nhiên tôi đang ngồi nói chuyện với cái chuyên gia này, họ lại nhắc tới một cái người khác mà họ biết, mà tôi cũng đã từng phỏng vấn. Mình mới thấy là wow, tại sao mọi thứ nó tuyệt vời đến như vậy. Tự nhiên làm cho mình là mình mở ra được bao nhiêu cái thứ để học, mà mở ra bao nhiêu mối quan hệ mới, mà mở ra bao nhiêu cái suy nghĩ mới, mở ra bao, nó giải thích cho mình bao nhiêu cái chuyện mà mình từng trăn trở để đi tìm, những câu hỏi mình trăn trở đi tìm. Bởi nó giúp cho tôi và Vivian cảm nhận được cái thế giới này nó đẹp hơn, cảm nhận được cái cuộc đời này nó ý nghĩa hơn, cảm nhận được cái sự trong trẻo, cái sự tươi sáng của tất cả mọi thứ. Thay vì mình nhìn mọi thứ nó khó khăn, thay vì mình nhìn mọi thứ nó lúc này lúc nào cũng nó cũng là thấy toàn là challenging, nên là toàn là những thử thách, thì bây giờ cũng chỉ với cái việc là trò chuyện với những người xa lạ như vậy đó, mình mới thấy là người nổi tiếng họ không có phải quá khó khăn để trò chuyện, không phải quá khó khăn để kết nối, không phải quá khó khăn để chúng ta có thể mời gọi, kêu gọi họ, kết bạn với họ, trò chuyện với họ. Thậm chí là qua nước của họ còn gặp được họ, qua nước Việt Nam họ còn ấy ai ơi hỏi là Hà ơi, Vivian ơi, các bạn có ở Việt Nam hay không, cái giai đoạn này tôi sẽ qua Việt Nam cùng với vợ tôi, với con tới này kia. Nếu mà chúng tôi ở Sài Gòn thì mình sẽ đương nhiên là trở thành những người chủ nhà, tiếp khách, tiếp đồ, dẫn họ đi chơi ABCD. Cuộc sống nó vui vô cùng, nó bắt đầu từ một cái việc là cái việc là chúng ta trò chuyện với những người xa lạ. Khi bạn trò chuyện với những người xa lạ, bạn sẽ có những cái câu chuyện mới hơn rất nhiều. Bạn sẽ có những kinh nghiệm mới hơn rất nhiều. Bạn sẽ có một cái thế giới mới cũng lạ hơn rất là nhiều, bởi vì đó là thế giới của họ. Bây giờ bạn đang đón họ vào thế giới của mình, bạn đang hòa mình vào thế giới của họ, hòa mình vào kinh nghiệm của họ, hòa mình vào kiến thức của họ. Trải lòng ra để mà hiểu được một cái thế giới mới, một cái thế giới mà trước giờ mình chưa bao giờ có. Đó. Và các bạn biết không, trong cuốn sách The Joy này nó có ghi một cái đoạn cuối ở trong cái phần appendix rất là hay á. Tức là cô Edith này có nói là I believe that people don't come to me, là tôi tin rằng các con người họ không được, không tự nhiên họ đến với tôi. They are sent to me, nghĩa là họ gửi đến cuộc đời của tôi. Cho nên là khi chúng ta bắt đầu một cái câu chuyện với một người nào xa lạ, bản chất là sao? Đó là mình đang phản hồi lại cái việc họ được gửi đến cho cuộc đời của mình. Mình sẽ không bao giờ biết được cái mối quan hệ đó ngày hôm nay nó có thể chưa cần, biết đâu một năm nữa nó cần, biết đâu 3 năm nữa nó cần, biết đâu 5 năm nữa nó cần, biết đâu 10 năm nữa nó cần, hoặc có thể nó hoàn toàn cả cuộc đời của chúng ta nó không cần cái mối quan hệ đó. Tuy nhiên cái câu chuyện của họ, biết đâu một năm nữa chúng ta sẽ nghĩ về nó, 5 năm nữa chúng ta sẽ nghĩ về nó, 10 năm nữa chúng ta sẽ nghĩ về nó, đã làm cho gọi là enrich, là làm giàu cho cái cuộc sống của mình. Một cái câu chuyện có thể tích tắc nhỏ xíu, twist như vậy nhỏ xíu thôi, nhưng tự dưng nó sẽ mở ra cho mình một cái suy nghĩ mới, mở ra cho mình một cái con đường mới, mở ra cho mình một cái hành trình mới. Và cái law of attraction là cái luật hấp dẫn đó, nó cực kỳ hay, cực kỳ hay. Nó rất là khó giải thích tại sao cái luật hấp dẫn nó tồn tại, nhưng cái sự tồn tại của nó bởi vì sao? Bởi vì khi bạn mở ra để mà đi tìm những mối quan hệ mới, mở ra để tìm những kiến thức, mở ra để tìm những con người mới, thì cái luật hấp dẫn của trái đất nó sẽ kết nối những người đó ngược lại cuộc hành trình của bạn, kết nối những kiến thức mới mà bạn đang tìm vào cái kiến thức của bạn đang đi tìm, kết nối những cái gì đó mà nó mở cho cái thế giới của bạn, cho bạn cái lời giải về cái sự đẹp đẽ của thế giới này. Vậy nha, tạm biệt các bạn.